Shop MD Sài Gòn kính chào cả nhà. Có rất nhiều bác hỏi em là có đầu đát không? Một lần nữa em xin khẳng định với cả nhà mình là em có tất cả các cái model đầu đát của Sony ha. Cả nhà mình cần model từ cao cấp nhất cho đến thấp tiền nhất em đều có cả nhà ha. Cả nhà mình có nhu cầu thì cứ liên hệ với em. Ví dụ như là con đát Sony 2000S hết số này ha. Tùy theo hình thức thì nó sẽ có giá từ 22 đến 24 triệu cả nhà ha. 22 đến 24 triệu. Ở dưới này em có một con 3 số 3 SG và một con CD 3 số 5 SG cả nhà ha. Tất cả là cùng farm, hồi gỗ zin hết. Đây là đát 2000F ha. Con này đẹp, cực đẹp cả nhà. Con này thì em bán cho cả nhà mình với giá chỉ có 22 triệu thôi. Có nhiều bác hỏi em là nếu mà so đát với MD thì tiếng nào hay hơn. Nói về độ hay thì em không dám khẳng định là con nào hay hơn con nào, nhưng mà cái chất âm của đát cả nhà thì nó sẽ chậm rãi hơn cả nhà ha. Nó sẽ chậm rãi hơn và nó tiếng nó sâu hơn. Thì tùy cả nhà mình yêu thích thôi. Cả nhà mình thích nhẹ nhàng thì xài MD, còn thích mà nó chậm rãi sâu lắng thì xài đát. Ví dụ ở đây em đang có hai con đát nè, con 59ES nè ha, và con 59SG. Con này thì em bán cho cả nhà mình, con này thì nó tương đối thôi ha, không phải là đẹp lắm, thì là 6 triệu nè. Đầu em bán ra là ghi tốt phát tốt cả nhà ha. Cả nhà mình cứ yên tâm rằng em chuyên về đầu đát và MD, cho nên mấy con này em bán cho cả nhà mình với giá em bán cho cả nhà mình là nó hoạt động hoàn hảo cả nhà ha. Ghi tốt phát tốt cả nhà mình cứ yên tâm xài. Em bảo hành cho cả nhà mình test chức năng trong vòng 10 ngày. Cũng như là bảo hành cho cả nhà mình thêm 30 ngày tiếp theo. Trong thời gian đó có vấn đề trục trặc gì cả nhà mình cứ liên hệ với em. Em xử lý miễn phí cho cả nhà mình ha. Dạ, xử lý miễn phí. Đó, đây là 59ES cả nhà ha. Và 59ESG 6 triệu hoặc là 6 triệu rưỡi. Đối với những cái con mà cả nhà mình muốn nó chỉ có dễ mã không thì nó rẻ tiền cả nhà ha. Cái con mà chạy thì nó mới cao tiền, chứ còn mấy con mà dễ mã thì nó rẻ tiền cả nhà. Và em thì thông thường thì những cái con mà đẹp thì em sẽ bán chạy, chứ em không bao giờ bán giải mã cả nhà. Bán giải mã là những cái con xấu thì em sẽ bán giải mã thanh lý của nhà mình. Ví dụ như con đát ZA5F rất đẹp này ha, tem cờ đầy đủ nè, ghi phát tốt nè ha. Con này em sẽ bán cho nhà mình với giá 10 triệu ha. Bao ship nếu của nhà mình chuyển khoản đủ, tặng kèm một băng đát cũng như là một sợi dây quang ở nhà ha. ZA5 màu đen. Đối với những cái con mà xấu hơn thì nó sẽ có giá khoảng 9 triệu, 9 triệu rưỡi cả nhà. Tùy cả nhà mình chọn thôi. Máy đẹp thì tiền đẹp ha, còn máy mà xấu thì tiền nó xấu thôi. Ở đây có một con đát ZA5 màu vàng này cả nhà ha. Con này cũng 10 triệu, cũng bao ship cho cả nhà mình, cũng tặng kèm băng đát, cũng tặng kèm dây quang ha, bảo hành cho cả nhà mình xài. Nói chung với những cái đầu này thì em bảo hành cho nhà mình, cho cả nhà mình yên tâm ha. Đối với 77S thì giá của nó từ 12 triệu cho đến 14 triệu, tùy theo hình thức cả nhà ha. Con nào mà đẹp xuất sắc thì nó 14 triệu, 14 triệu rưỡi. Còn nếu mà con nào xấu thì nó 11, 12 triệu cả nhà. Tùy theo hình thức thôi. Cả nhà mình muốn con nào, muốn máy đẹp, máy xấu em đều có cả cả nhà ha. Em đều có cả. Con này là con K3S cassette rồi. Ở dưới này em có một con 77S nữa nè. Con này cũng đẹp keng cả nhà ha. Con này em cũng có giới thiệu, có clip test cả nhà mình rồi nè. 77S nè cả nhà ha. Hồi gỗ zin nè. Ở nhà mình cần con nào thì cứ alo cho em ha, em có hết á. Muốn mã gì em có mã đó. Ở đây em còn một con ZA5 tem cờ nữa nè. Đó. Máy của em toàn là máy tuyển chọn cả nhà ha. Cả nhà mình mà máy này mà không mua thì không biết mua máy gì. Những cái con đẹp như này, thứ nhất là hình thức đẹp, cái thứ hai nữa là em bao cho cả nhà mình xài. Cả nhà mình có vấn đề trục trặc gì thì cứ alo cho em ha. Đó. Hoặc là đây con 57S nè cả nhà ha. 57S nè, màu đen nè ha. Con này là có cái hồ gỗ vuông á, 6 triệu cả nhà ha. Thu phát tốt. Còn những cái đầu mà xấu xấu thì chắc chắn là nó sẽ rẻ hơn cả nhà. Tiền nào của đó cả nhà ha. Dạ. Yeah. Rồi, bây giờ em sẽ giới thiệu đến cả nhà mình một con ZA5 mà nó em sẽ bán rẻ hơn chút xíu nè. Đây, trước mặt cả nhà mình là một cái con ZA5 ha. Nhưng mà trước khi mà đi vào á thì các bác mình hỏi băng đát ha. Thì đây, băng đát nguyên siêu em đang có những cái loại này ha. Đây là những băng đát nguyên siêu ha. Băng này là băng của Sony cả nhà. Băng Sony nè. Băng Sony ha, 120 phút. Thì những cái băng 120 phút mà nguyên siêu như thế này á, đồng giá cả nhà ha, 120 phút
Sony với lại Maxell thì nó đồng giá ha, là 350.000. Hoặc nếu mà cả nhà mình lấy cái băng Sony mà 90 phút này á là 300.000 cả nhà ha. Hiện tại thì em chỉ có băng 120 phút và mấy con băng 90 phút thôi. Đó. Còn đối với băng mà đã qua sử dụng cả nhà ha, đã qua sử dụng, cái băng mà 120 phút thì nó là 150.000. Còn cái băng mà 60 phút thì nó là 100.000 cả nhà ha. Băng đó là băng tiếng Nhật cả nhà. Đó. Đã dành cho các bác nào mà hỏi về băng DAT. Còn nay em giới thiệu đến cả nhà mình con DAT Sony này là 9 triệu ha. Em sẽ bán cho cả nhà mình với giá 9 triệu. Máy móc thì em đảm bảo với cả nhà mình nguyên bản nguyên zin. Tí nữa em sẽ chụp hình cái nội thất cho cả nhà mình xem. Hoạt động thì em bao cho cả nhà mình là nó hoàn hảo, ghi tốt, phát tốt ha. Nói chung là hình thức của nó thì nó không đẹp bằng cái con đẹp thôi, chứ nó vẫn đẹp bình thường cả nhà ha. Thì nếu mà những cái con này cả nhà mình không yêu cầu cao quá về hình thức thì giá thấp hơn ạ. Rồi, đối với DAT ZA5 thì cả nhà mình sử dụng đơn giản thôi. Cả nhà mình chọn cái cổng ở đây giúp em. Đây là cái nút chọn cổng cả nhà ha. Cái màu đen thì nó hơi bám, dễ bám bẩn một chút xíu. Rồi, cả nhà mình chọn cổng ở đây giúp em. Xong rồi bấm cái nút Red này thì nó sẽ giải mã thôi. Đó, là đó, nó sẽ giải mã cho cả nhà mình ha. Đó, đơn giản ha. Không giải mã thì cả nhà mình bấm cái nút stop này giùm em một cái là được. Đối với băng DAT đó thì băng DAT thì mình không cần phải xóa cả nhà ha. Băng DAT mình không cần phải xóa, mình chỉ việc ghi đè lên thôi. Và khi mà nó hát một chiều ha, hát từ đầu đến cuối hết băng thì nó sẽ tự động nó trả lại tùy theo băng, hoặc là nó không tự động mà tùy theo băng, nhưng mà nó chỉ hát một chiều thôi. Và cả nhà mình lưu ý là băng DAT nó cũng có cái lẫy khóa nha. Khi mà cả nhà mình mà để mà hở ra thì nó sẽ là đang khóa, khóa thì nó sẽ không cho phép mình ghi cả nhà ha. Cả nhà mình muốn ghi được thì là phải mở khóa, tức là nó tình trạng như thế này là mở khóa cả nhà ha. Lưu ý giúp em ha. Đó. Rồi, con này thì em bao cho cả nhà mình ha, xài ok. Cả nhà mình đây, em sẽ tặng kèm một băng DAT và một sợi dây quang ha. Cả nhà mình bỏ cái băng DAT vào theo chiều này giúp em nha. Đó, đúng chiều như thế này cả nhà ha. Rồi, đẩy vào đây ha. Xong rồi bấm vào thôi. Cả nhà mình chờ cho nó đọc dữ liệu của băng DAT cả nhà ha. Chờ cho đọc dữ liệu. Đó, xong rồi mình bấm phát thôi. Ok không cả nhà? Đó. Đối với các cái cổng kết nối thì đây là đường analog in cả nhà ha. Đường này là mình sẽ lấy tín hiệu từ băng cassette đầu quăng cối gì đó vào đây để mình tăng cường tín hiệu ha. Mình có thể cho nó âm thanh nó hay hơn một tí. Đường out này thì mình xuống âm ly cả nhà ha, xuống âm ly giúp em. Ở bên này thì mình sẽ có đường hai đường đồng trục ha. Đường đồng trục thì mình sẽ lấy tín hiệu vào từ các cái đầu CD chẳng hạn. Còn đường quang thì mình lấy tín hiệu từ TV ha. Đây, cắm vào đây ha. Cắm cổng quang từ TV vào đây. Hoặc là từ đầu CD qua vào đây. Đó. Con này sử dụng điện 100V ha. Lắp ráp tại Nhật cả nhà ha. Đó, công suất tiêu thụ điện của nó là 32W với số seri là 0375 cả nhà ha. Đó. Khi mà cả nhà mình cắm đường analog thì cả nhà mình sẽ tăng giảm được cái tín hiệu ở đây. Còn đối với đường quang thì cả nhà mình sẽ không tăng giảm được ha. Bất kỳ cái đầu DAT nào cũng không tăng giảm được tín hiệu đường quang. Không có đầu DAT nào mà cho phép tăng tín hiệu đường quang cả. Ngoài ra đây nó có hai đường mic cả nhà ha, đường mic vào. Hai đường mic cả nhà ha, cắm hai cái mic vào đây cũng được. Thì khi nào mà cắm thì cả nhà mình chọn đường mic đây thì nó sẽ ghi âm đường mic ha. Hai đường 6,3 ly cả nhà. Màu đen thì nó hơi dễ bám bẩn một tí. Nhưng mà nếu mà cả nhà mình có cái vàng màu đen thì phù hợp ha. Tiếng của DAT thì nó sẽ sâu, nó chi tiết, nó sâu, nó chậm rãi cả nhà ha.
nó cứ hay bám bẩn, hay nó dễ bám bẩn đó nha, chứ còn nó đẹp. Rồi bác nào mà cần có nhu cầu về các cái đầu đáp thì cứ liên hệ với em nha, em có đủ mã cho cả nhà mình. Ngoài ra còn em còn có ZE700, còn 55ES ha, những cái con mà rẻ tiền hơn. À, cả nhà mình cần con mà rẻ tiền cũng có, cần con chỉ để làm giải mã em cũng có luôn nha. Dạ. Rồi. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn cả nhà mình đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh MD Sài Gòn. Cả nhà mình có bất kỳ cái nhu cầu nào về đầu MD ha, đầu DAT, đầu DAC, cứ liên hệ với em nha, alo cho em. Đó. Em sẽ gửi hình ảnh cho cả nhà mình ha, sau đó thì em sẽ gửi clip test cho cả nhà mình. Đó. Nếu cả nhà mình chốt ha, em đóng thùng shop và em gửi đường Viettel, cả nhà mình chuyển khoản hết cho em thì em sẽ miễn phí ship ha. Đặt cọc 15% giá trị máy, nhận hàng trả tiền thì em không bao ship nha cả nhà. Máy em bán ra thì em bảo hành cho cả nhà mình xài nha, cả nhà mình cứ yên tâm. Dạ. Đó thì bác nào mà quan tâm đến đầu đáp hoặc băng đáp thì cứ liên hệ với em nha. Em xin dừng clip tại đây ạ.